Và cũng theo thông tin dẫn lời từ một luật sư chuyên về luật di trú cũng như là về luật pháp nhập tịch Mỹ thì đã nói rằng, trích dẫn từ cái bộ luật Hoa Kỳ, công dân nhập tịch có thể bị tước quyền công dân nếu như họ có được cái sự nhập tịch mà họ không hội đủ những cái điều kiện về pháp lý, hoặc là trước đó họ đã nói dối về một cái sự kiện có thật trong quá trình mà họ xin nhập tịch. Theo Võ Sinh, kính chào quý vị và các bạn. Hầu hết là như tất cả những ai mà chúng ta đang sinh sống tại Mỹ đó, thì mình cũng luôn biết một điều và mình cũng luôn hiểu một điều như thế này. Cái quyền thường trú nhân của mình quý vị, hoặc là cái quốc tịch của mình, không tự nhiên mà nó bị chính phủ người ta tước hay là người ta xóa bỏ một cách vô lý đâu. Mà đòi hỏi ở đây là nếu như mà chính phủ quyết định tước cái quyền thường trú nhân của người này hoặc là tước quốc tịch của người kia, thì cái lý do tại sao mà lại bị tước, cái nguyên nhân cụ thể rõ ràng mà liên quan về cái mặt pháp lý ở đây nó là cái gì, thì phải có một cái lý do chính đáng quý vị. Và quý vị có công nhận như vậy không ạ? Và dĩ nhiên thì khi mà Thái Võ đã đề cập đến cái vấn đề này, thì ít nhiều là trong cái nội dung video ngày hôm nay, trong bản tin ngày hôm nay, có lẽ là nó sẽ có liên quan đến cái chuyện này, liên quan đến cái chuyện bị tước này. Thì cũng xin thưa với quý vị đó, trước đây thì như quý vị cũng biết, đã từng có không ít những người Việt Nam của chúng ta, ngày xưa họ đã từng sinh sống ở trên nước Mỹ. Nhưng mà sau đó thì không biết vì một cái lý do gì mà họ đã phạm pháp, phạm tội, làm những cái chuyện phi pháp. Và lúc bấy giờ thì họ đã bị ở phía Mỹ người ta kết án và buộc họ là phải ra hầu tòa và còn chịu tội, chịu đóng phạt nữa. Có người thì ở tù nha quý vị, nhưng mà những người không ở tù thì sao? Nếu mà những người không ở tù mà mang cái thẻ xanh, thì người đó sẽ bị tước cái thẻ xanh, tước và sau đó là bị trục xuất quay trở lại Việt Nam. Cái trường hợp mà tước thẻ xanh thì trước đây Thái Võ nhận thấy nhiều lắm. Có nhiều cái bản tin của Mỹ người ta đưa tin, có khi là tước 20.000 người, trục xuất 20.000 người, có khi là trục xuất 8.000 người, hoặc là cũng có khi trục xuất 6.000 người. Tuy nhiên thì cái trường hợp mà tước quốc tịch, dường như là trước đây Thái Võ chưa có từng đọc qua một cái bản tin nào, hay là cũng chưa có từng thấy, biết một cái trường hợp nào mà người Việt Nam mà mang quốc tịch Mỹ mà người ta bị tước hay là người ta bị trục xuất lắm. Trước đây thì chưa từng có những cái bản tin đó quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì đối với cái bản tin mà Thái Võ sắp chia sẻ đây, bây giờ mà thực sự mình muốn nó không có cũng không được. Muốn nó không có cái bản tin này hay là cái quyết định này nó cũng không được. Truyền thông Hoa Kỳ thì người ta cũng đã đưa tin rồi, thì chắc chắn là trước đó thì chính phủ Mỹ họ cũng đã phát hiện một cái điều gì đó rồi. Và qua đó thì cái bản tin này nó có tiêu đề là Mỹ tăng tước quốc tịch. Thì có nghĩa là cái sự ban bố về cái việc tăng này quý vị, tăng tước quốc tịch ở đây đó, nó có nghĩa là tăng cao, tăng lên, hoặc là trong cái thời gian sắp tới, Mỹ người ta sẽ tăng nhiều cái trường hợp tước quốc tịch của những công dân Mỹ nhiều hơn. Và dĩ nhiên thì cũng sẽ có một cái lý do chính đáng đàng hoàng. Thì thôi thì bây giờ, để biết cái bản tin này đã được phía Mỹ người ta công bố như thế nào, cũng như là ra làm sao, Thái Võ xin mời tất cả quý vị có thể cùng lắng nghe qua với nội dung chi tiết thì đã được cho biết như thế này đây. Mỹ tăng tước quốc tịch. Số trường hợp bị xem xét tước quốc tịch ở Mỹ đã tăng lên hàng năm. Các biện pháp đã càng thêm cứng rắn hơn sau khi cuộc đua bầu cử tổng thống nóng lên. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã vừa thông báo thành lập một cái văn phòng mới có tên gọi là Ban Tước Quốc Tịch để điều tra về người nhập cư bị tình nghi nhập tịch bất hợp pháp trước đó và xin lệnh của tòa cho phép tước quyền công dân của những người vi phạm. Động thái này là một phần trong chính sách của chính quyền thực thi gắt gao về luật di trú đã được áp dụng trong vòng 3 năm qua, kể cả là các luật cho phép chính phủ Mỹ tước quốc tịch và trục xuất các công dân sinh đẻ ở nước ngoài quay trở về quốc gia của họ. Theo Thứ trưởng của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, đã nêu trong một cái thông cáo rằng khi mà một kẻ khủng bố hoặc là một tên tội phạm tình dục hoặc cũng có thể là một người nhập cư bất hợp pháp lại có thể trở thành công dân Mỹ nhờ vào những cái tài liệu giả mạo, thì rõ ràng đó là một cái sự xung đột với hệ thống của chúng ta. Và nó đặc biệt gây khó chịu cho những người ta là nạn nhân của những tên tội phạm này. Trước đây thì dưới thời Tổng thống Barack Obama cũng đã từng sử dụng cái chính sách tước quốc tịch để kết tội cũng như là trục xuất một số cá nhân. Nhưng ban tước quốc tịch thì đây lại là một cái chuyện mới. Trong khoảng năm 1990 cho đến năm 2017, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã tiến hành các thủ tục tước quốc tịch
của 305 trường hợp, tức là trung bình sẽ có 11 trường hợp trong một năm. Và theo một quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã cho rằng, từ năm 2017 cho tới nay, bộ này đã đệ lên tòa án liên bang 94 hồ sơ tước quốc tịch, nó tăng gấp đôi so với những năm trước đó. Và cũng trong cái thời gian này, số lượng ca mà được đề nghị xem xét để tước quốc tịch nó cũng tăng vọt lên gấp 6 lần. Và sở dĩ mà văn phòng ban tước quốc tịch này được lập ra là để đáp ứng về cái số lượng tăng vọt những cái hồ sơ mà bị đề nghị xem xét tước quốc tịch, nó đến từ những cơ quan thực thi pháp luật như là Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, viết tắt là USCIS. Văn phòng mới này sẽ chuyên điều tra và truy tố về các hồ sơ liên quan đến những cái thành phần mà bị coi là khủng bố, tội phạm chiến tranh, tội phạm tình dục hoặc là những người gian lận trong hồ sơ di trú để được định cư Mỹ. Và cũng theo thông tin dẫn lời từ một luật sư chuyên về luật di trú cũng như là về luật pháp nhập tịch Mỹ thì đã nói rằng, trích dẫn từ cái bộ luật Hoa Kỳ, công dân nhập tịch có thể bị tước quyền công dân nếu như họ có được cái sự nhập tịch mà họ không hội đủ những cái điều kiện về pháp lý, hoặc là trước đó họ đã nói dối về một cái sự kiện có thật trong quá trình mà họ xin nhập tịch. Bị tước quyền công dân nó sẽ không tự động dẫn tới cái việc trục xuất, mà lúc bấy giờ họ sẽ được quay trở lại cái quyền thường trú nhân, tình trạng thường trú nhân. Tuy nhiên, thẻ xanh của họ lúc này có thể bị lấy lại. Và nếu như vậy thì họ có thể sẽ bị trục xuất. Thì đó là toàn bộ cái phần nội dung của bản tin này, như quý vị đã được nghe đó. Và thực ra thì trong cái nội dung của bản tin này thì mình nghe cũng dễ hiểu thôi. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là trước đây quý vị, bây giờ thì mình bỏ qua cái vụ tội phạm tình dục, tội phạm khủng bố đi. Cái đó là tội phạm thì phạm pháp về những cái chuyện mà cao lớn quá thì cái này mình không nói. Mình chỉ nói về cái chuyện gian lận trong hồ sơ di trú nè. Tại vì quý vị cũng đã nghe đó. Trong đó thì có cái câu là đối với những người mà bị xem xét tước quốc tịch như là tội phạm tình dục, tội phạm khủng bố, rồi những người mà gian lận trong hồ sơ di trú để mà được nhập tịch nữa. Có cái trường hợp đó nữa quý vị. Thì những cái trường hợp đó là sao ạ? Cái cụm từ mà gian lận trong cái hồ sơ di trú đó, trong nhiều năm qua thì cái định nghĩa này nó luôn được hiểu là như là những người mà người ta khai gian, người ta làm giấy tờ giả nè, hoặc là cũng có thể là người ta giả mạo trong cái tình trạng hôn nhân, cũng có cái trường hợp đó nữa. Thì có nghĩa là vậy đó, gian lận trong hồ sơ di trú có nghĩa là làm giả trong cái vấn đề đi từ một cái nước này sang nước khác để được định cư, di cư, di trú. Giả với mục đích gì? Thì đầu tiên là chắc chắn là được đi Mỹ rồi đó. Giả để được đi Mỹ. Thứ hai là khi mà được đến Mỹ rồi, lúc bấy giờ họ sẽ lấy được cái thẻ xanh, tức là cái quyền thường trú nhân. Thì đầu tiên những cái giả đầu tiên, sau đó là được định cư Mỹ, sau đó được lấy thẻ xanh. Và sau đó là trong bao nhiêu năm định cư tại Mỹ thì lúc này hội đủ những cái điều kiện để mà được đi thi quốc tịch, hay là người ta cấp quốc tịch cho mình đại khái. Thì nôm na đó là cái định nghĩa của cái từ gian lận trong hồ sơ di trú để mà được nhập tịch Mỹ thì nó là vậy đó. Vậy đó quý vị. Và lúc này nè, lúc bây giờ tưởng chừng như là những người mà người ta đã qua Mỹ trước đó, tưởng đâu là qua Mỹ là mọi thứ êm xuôi hết rồi. Chứ mà đâu có ngờ quý vị, cũng gọi là nhiều năm sinh sống ở trên nước Mỹ, gia đình thì cũng yên bề gia thất, ai nấy thì cũng có thẻ xanh, cũng có quốc tịch, gia đình con cái thì cũng lùm đùm đề quề trên nước Mỹ, ngon lành. Tự nhiên đùng cái bắt đầu là cái chính sách này nó ban bố, nó đề ra. Thì dĩ nhiên là những người mà người ta ngày xưa người ta đi hợp pháp thì cũng đâu có gì đâu để lo. Thí dụ như là những cô chú ngày xưa mình đi vượt biên đó, thì cái này nó không liên quan quý vị. Thì thôi, thì với cái bản tin chia sẻ này, Thái Võ muốn gửi đến cho tất cả quý vị, chúng ta có thể được nghe cũng như là quý vị có thể được biết đến. Đây là một cái sự ban bố từ đất nước Hoa Kỳ, cũng như là những cái bộ phận di trú của nước Mỹ thì người ta đã có những cái chính sách trong tương lai nó là như vậy đó. Thì nếu mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những tin tức trong những ngày kế tiếp. Bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết bản tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những bản tin kế tiếp. Thái Võ xin kính chào quý vị. Nếu quý vị muốn bản thân của mình có được một cái làn da chắc khỏe, một cái làn da sáng mịn, một cái làn da trắng sáng, hay là quý vị muốn có được một cái giấc ngủ ngon sau một ngày mà quý vị đã làm việc mệt mỏi, hoặc là quý vị cũng muốn
bản thân của mình, xương khớp của mình nó sẽ được dẻo dai hơn, cung cấp nhiều cái chất nhờn cho cơ thể hơn. Thì Thảo Võ tin rằng đây là một cái loại sản phẩm mà nó có thể níu kéo được cái độ tuổi thanh xuân của tất cả mọi người. Ai mình cũng có thể được đẹp, ai mình cũng có thể được trẻ, ai mình cũng có thể được khỏe hết. Và có một điều mà quý vị đặc biệt phải nên hết sức yên tâm, khi mà đây là một cái loại sản phẩm thực phẩm theo dạng uống, quý vị, theo cái dạng uống mà nó đã được sản xuất 100% xuất xứ tại quốc gia Hoa Kỳ. Thời gian qua thì đã nhận được rất là nhiều những cái sự tin dùng của nhiều người. Vậy thì còn chần chờ chi nữa, quý vị hãy liên lạc qua cái số phone đặt hàng ở phía trên màn hình để quý vị có thể nhận được một cái sự hỗ trợ tư vấn thêm nha quý vị nha.